Vâng, chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chương trình livestream. Mình muốn chia sẻ bạn về một cái góc độ tư duy của một người muốn thành công bền vững, thì chúng ta hãy loại bỏ ngay cái tư duy vé số. Mình hay gọi là cái tư duy vé số. Cái tư duy vé số nó không có làm cho bạn thành công được. Tư duy trúng số độc đắc á. Tư duy ham làm giàu nhanh qua một đêm á, hay là gọi là tư duy cờ bạc á, tư duy muốn cái gì dễ 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 thành công á, thì nếu mà các bạn thì nếu mà các bạn vẫn còn mãi giữ cái tư duy này thì rất là khó, vô cùng khó để chúng ta thành công bền vững được. Và hôm nay là chúng ta bắt đầu cái chương trình livestream đặc biệt này, và bây giờ chúng ta cùng nhau kết nối bạn bè, giới thiệu những cái người quen của chúng mình. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 để mình kết nối với các bạn. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu họ tên, giới thiệu lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề gì, bạn đang ở tỉnh nào, ở khu vực nào, để chúng ta cùng nhau biết nhau. Và tiếp theo nữa là các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Các bạn nào mà chưa kết bạn của mình thì đăng ký follow trên Facebook, đăng ký follow trên 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 YouTube, đăng ký vào cái nút subscribe á, để khi mà mình có cái chương trình thì các bạn biết. Để chúng ta thành công là một quá trình học hỏi mà làm việc liên tục mà. Và cái chương trình hôm nay nó khá đặc biệt, đó là chúng ta cần loại bỏ ngay cái tư duy trúng vé số, tư duy độc đắc đi. Mình gặp rất là nhiều người là cứ mong 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 gì ạ? Mong mua đầu tư vé số để gì ạ? Để sau đó là mình như thế nào ạ? Mình sẽ được trúng vé số rồi mình giàu qua một đêm. Nhiều người họ rất là mất công cho việc đó, thậm chí là họ rất là tốn tiền bạc cho những cái việc đó. Như thế nào là tư duy vé số? Tức là những cái người mà họ có tư duy vé số là không, họ mong muốn là bỏ ít mà muốn được nhiều, hoặc là không bỏ đồng nào mà muốn được, hoặc là muốn giàu qua một đêm. Đó là những người mà hên xui đỏ đen này, muốn hên xui đỏ đen này. Những cái người đó là họ có cái tư duy nó rất là kỳ quặc. Ví dụ như mấy cái người mà họ trong đầu của họ họ luôn tìm một cái cách nào đó dễ để mà chúng ta nhanh giàu có. Họ muốn tìm cái cách nào mà giống như mấy người mà họ đi đầu tư tiền ảo, họ đi đầu tư những cái đồng tiền ảo á, rồi họ nói rằng là một ngày nào đó nó sẽ rất là giàu có, họ hy vọng nó giàu nhanh. Và dĩ nhiên có một số người thôi, có một số người họ hên thôi, có một số người họ hên, họ cũng có đó, họ cũng giàu đó. Tuy nhiên các bạn thấy là phần lớn những người đó họ họ giàu mấy bữa rồi là họ sẽ hết liền. Họ sẽ mất tiền tiền bạc rồi. Các bạn biết vì sao nó như vậy? Cũng có một vài người họ trúng vé số đó, nhưng mà các bạn thấy họ đâu có bền vững đâu, họ mắc liền. Vì sao nó vậy? Như vậy các bạn phải không? Vì chúng ta có tiền mà cái con đường đó chúng ta không có kịp đào tạo con người của chúng ta. Chúng ta có tiền mà cái con người chúng ta nó chưa có kịp lớn. Chúng ta có tiền mà cái con người của chúng ta nó chưa cái năng lực, cái kiến thức, cái tư duy, cái kỹ năng, cái kinh nghiệm của các bạn nó hoàn toàn nó chưa phải là người xứng đáng để có được cái đồng tiền đó. Và đó là lý do mà tối hôm nay mình nói các bạn một cái chủ đề rất là đặc biệt này. Mình thấy các bạn cần phải bỏ ngay cái tư duy này, phải loại nó ngay, tức tức khắc ngay. Còn không á là các bạn sẽ bị vướng vào đó. Các bạn có thấy đi, những người CEO thành công, những ông chủ thành công, những người mà các bạn thấy là những người mà giàu có mà hiện tại ở đất nước Việt Nam các bạn gặp đó, thì có ai là giàu từ vé số mà? Cái thống kê, người ta thấy rất là rõ ràng là chả ai giàu từ vé số đó. Hiếm lắm, hú họa lắm đó, mới có một người. Nhưng mà những người giàu từ vé số đó rồi họ cũng như thế nào rồi họ cũng mất tiền đi bây giờ các bạn chứng minh cho mình thấy là cái người nào mà giàu bằng từ vé số đó. Các bạn chỉ cho mình thấy không? Hay là toàn là những người mà họ thành công và họ giàu có từ cái việc nỗ lực mỗi ngày không? Bạn có nhận ra điều này không ạ? Nó là hãy bỏ ngay cái tư duy đó.
mà ai đó mà họ có cái tư duy này nó rất là nguy hiểm các bạn ạ. Nó nguy hiểm lắm. Nó nguy hiểm gì vậy sao? Nghĩa là nó làm cho họ làm biếng đi. Nó làm cho họ không có chịu đầu tư vào. Nó làm cho họ luôn cái tìm một cái con đường đi tắt. Người ta gọi là cái con đường đi tắt á. Cái con đường đi đê tắt á. Bây giờ mình ví dụ như các bạn nè. Các bạn muốn có sức khỏe tốt thì bạn có cái con đường đi tắt nào mà. Cái con đường nào cũng phải khổ luyện hết á. Bạn thấy một cái cây á, mà nó nhanh lớn á, theo thời gian á, cái cây nào mà các bạn mà đổ thuốc đồ vô cho nó nhanh lớn theo thời gian á, thì cái cây đó nó như thế nào à? Nó các bạn thấy nó thu được một hai mùa là nó tiêu liền, nó tiêu tan liền. Và các bạn thấy những cái cây nào mà các bạn chăm sóc mỗi ngày nó lớn, nó lớn, nó lớn một cách rất là bền vững, thì những cái cây đó là những cây rất là tuyệt vời, những cây rất là tuyệt vời. Nên ngay bây giờ mình muốn gửi đến các bạn một cái lời chia sẻ rất là chân thành, là hãy bỏ ngay cái tư duy mà làm giàu qua một đêm. Và các bạn nghe ai mà xúi các bạn làm giàu qua một đêm là các bạn phải suy nghĩ rất là cẩn thận về những cái con người đó. Làm giàu là thành công bền vững, và làm giàu bền vững đó là một cái quá trình tu luyện, rèn luyện. Rèn luyện gì? Những cái giai đoạn mà chúng ta cực khổ, những đoạn mà chúng ta khó khăn, những đoạn mà chúng ta chưa có khách hàng, thực sự đó là cái giai đoạn mà chúng ta làm gì? Chúng ta tự đào tạo mình, chúng ta tự rèn luyện mình, và chính những cái khó khăn đó nó làm cho chúng ta lớn lên, và chính chúng ta lớn lên đó chúng ta mới đủ cái bản lĩnh, để chúng ta trưởng thành, để chúng ta đảm đương cái công việc đó. Nên là các bạn cứ nhìn ra ngoài kia đi rồi các bạn sẽ thấy. Và các bạn chỉ cần thay đổi cái thói quen của bạn thôi. Người ta luôn nói là thay đổi đi cái thói quen của mình thì các bạn sẽ thay đổi cái cuộc đời của mình. Ví dụ là người nào mà có cái thói quen như là thói quen hút thuốc lá, và các bạn chỉ cần thay đổi cái thói quen không hút thuốc lá thì tự nhiên mỗi ngày bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền, và tự nhiên sức khỏe của bạn tốt liền. Và bạn hãy thay đổi đi cái thói quen là như thế nào thói quen cờ bạc đi, thì tự nhiên là các bạn sẽ suy nghĩ ra được một cách rất là bền vững. Chúng ta hãy bỏ đi cái thói quen A thì cái thói quen B nó mới vào được. Chúng ta bỏ đi một cái thói quen không tốt thì thói quen tốt nó mới có cơ hội nó vào được. Bạn không bỏ, bạn cứ giữ nó. Đặc biệt là các bạn muốn ra làm chủ thì các bạn phải bỏ đi cái thói quen làm công đi. Vẫn cứ làm công mà đòi làm chủ làm công, nó chiếm hết thời gian thì nó còn quỹ thời gian đâu để mà nó thế vào cái thói quen làm chủ mới được. Cái nguyên lý đó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều người cứ họ mất cả đời, họ mất rất là nhiều thời gian để họ suy nghĩ, họ mất rất là nhiều thời gian để họ đi nhờ người này tư vấn, người kia tư vấn. Nhưng mà thực sự là nó rất là cơ bản thôi. Bạn muốn ra làm kinh doanh thì bạn hãy bỏ gì hãy bỏ làm công đi, đúng không? Các bạn có đồng ý ra điều này không? Hãy bỏ làm công đi thì tự nhiên mình ra mà làm kinh doanh, mình vẫn cứ ở làm công rồi muốn làm kinh doanh thì sao được. Các bạn hình dung chưa? Tại vì cái làm công nó chiếm hết mình thời gian, thì cái thời gian đó mình làm kinh doanh nữa. Cái việc rất là đơn giản mà. Chúng ta muốn không hút thuốc đó thì bỏ hút thuốc đi, thì cái không hút thuốc nó mới về. Muốn không nhậu nữa thì phải bỏ nhậu đi. Nên là chúng ta hãy thay đổi cái cách nghĩ. Có nhiều người đến gặp với mình rằng là nó là em rất là bận rộn. Em rất là bận rộn. Em bận rộn vô cùng. Thì mình mới nói bây giờ bạn muốn rảnh không? Muốn rảnh thì bạn đừng có bận rộn nữa. Hãy dẹp bớt những công việc đó đi thì nó sẽ rảnh thôi chứ có gì đâu. Một cái tư duy nó rất là đơn giản vậy đó. Và các bạn nào mà chứng minh cho mình cái người nào giàu từ bán vé số đi thì các bạn hãy các bạn là như thế nào các bạn hãy noi gương theo đó. Mình không hiểu lý do vì sao mà rất là nhiều người họ thành công, họ giàu có từ các cái CEO, từ các cái ông chủ, từ những cái người A, người B, họ giàu có từ cái con đường làm kinh doanh, mà họ nhiều lúc không có hiểu được cái lý do. Nhiều lúc mình thực sự mà nói, nhiều lúc mình không có lý giải được. Và nhiều người họ cứ họ bám, họ giữ vào ở ngay cái chỗ đó. Các bạn anh dùng ra điều này, cái đó là cái rất là tuyệt vời. Mà đã làm ra kinh doanh, cái con người mà cuộc đời đã ra làm kinh doanh thì sao thì chúng ta phải tập trung làm kinh doanh,
chúng ta tập trung phát triển cái công ty của mình, chúng ta phải gì ạ? Phải xây dựng lên cái thương hiệu của mình, những cái đứa con của mình, làm cho nó càng ngày lớn lên. Làm kinh doanh mà không chịu học hành, cứ ngồi chờ hên xui thì làm sao được. Vậy thì bây giờ để thay đổi những cái thói quen tốt đó, thì mình trang bị cho bạn 7 cái điều đặc biệt sau. 7 cái điều đặc biệt, 7 cái điều để chúng ta thay đổi cái thói quen. 7 cái điều đặc biệt để chúng ta thay đổi kho thói quen. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ 7 điều đặc biệt chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống số là cái thói quen thứ nhất là để mà làm kinh doanh được thì chúng ta cần phải gì ạ? Thói quen thứ nhất các bạn ghi vô, đó là chúng ta cần phải có mục tiêu. Nếu mà làm kinh doanh mà các bạn không có mục tiêu thì các bạn không thể làm kinh doanh được. Mà đã có mục tiêu thì phải mục tiêu cho ra ngô ra khoai. Các bạn ghi vô đi. Để thành công thì cần phải có mục tiêu. Mục tiêu cho ra ngô ra khoai. Mục tiêu ra ngô ra khoai là như thế nào ạ? Đằng nào thì cũng đặt mục tiêu, thì chúng ta phải đặt mục tiêu là chúng ta ra làm ông chủ luôn đi. Chứ đặt mục tiêu để mà ra làm công thì làm gì? Các bạn phải suy nghĩ nó như vậy. Ra làm ông chủ ai hơn làm công nhiều chứ? Ai muốn cái điều đó? Và nhiều người cứ nói là khó. Chúng ta làm theo mục tiêu chứ nó không phải là khó. Người không có mục tiêu nó mới khó, còn người có mục tiêu thì nó đâu có khó đâu. Và mục tiêu phải dài hạn. Tất cả những người thành công là họ đều đeo đuổi mục tiêu. Họ luôn có mục tiêu trong người, và họ làm rất là nhiều cách để họ đeo đuổi cái mục tiêu đó. Bạn nhìn cho bạn bám vào cái mục tiêu đó, và họ đeo đuổi cái mục tiêu đó. Họ từ năm này năm khác, ngày này ngày khác, mọi thứ họ đều đeo đuổi mục tiêu. Và khi chúng ta đeo đuổi mục tiêu thì chúng ta như thế nào? Chúng ta không có bị vướng. Chúng ta không có bị vướng những gì? Chúng ta không có bị vướng những cái khó khăn, những cái rên rỉ, những cái than thở. Chúng ta đeo đuổi mục tiêu, chúng ta không có cái tư duy theo cái người bán vé số. Mình thấy đầy những cái người mà tư duy theo kiểu trúng số, là họ cứ mong cái gì làm giàu qua một đêm, và họ hay ảo tưởng lắm. Họ hay tuyên bố, rồi họ mua một cái đồng tiền coi, họ mua một cái tờ vé số, họ mua cái gì ảo ảo đó, rồi họ cứ mong muốn rằng là mình sẽ giàu, rồi họ cứ ảo tưởng thôi. Họ cứ vẽ ra một cái bức tranh đó. Hôm nay nó như vậy, ngày mai nó sẽ lên như kia, ngày nọ nó lên như thế. Nhưng mà cái mục tiêu đó họ không có kiểm soát được. Cái mục tiêu đó là mục tiêu hy vọng. Chúng ta phải làm ra được cái mục tiêu mà chúng ta kiểm soát được. Nghĩa là cái doanh nghiệp của chúng ta, chúng ta kiểm soát được. Hôm nay chúng ta có một sản phẩm thương hiệu của chúng ta, thì ngày mai chúng ta có sản phẩm thứ hai tạo ra thương hiệu của chúng ta. Ngày kia chúng ta có sản phẩm thứ ba, chúng ta tạo ra thương hiệu của chúng ta. Và 5 năm nữa chúng ta có 5 sản phẩm là thương hiệu của chúng ta. Mục tiêu rất là rõ ràng như vậy. Đừng có mục tiêu ảo. Đừng có mua một cái tờ vé số, mua một cái đồng tiền ảo gì đó, rồi ngồi hy vọng một ngày nào đó nó giàu. Nó không có nằm trong cái chiến lược của các bạn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Cái cuộc đời hạnh phúc nhất của một người ra kinh doanh là chúng ta làm, chúng ta có cho mình một cái gì một cái doanh nghiệp, chúng ta có nhân viên cho mình, chúng ta có những cái sản phẩm cho mình, ngày hôm nay ở trong nước, ngày mai xuất khẩu đi ra nước ngoài. Chúng ta cần phải có một cái tư duy rất là rõ ràng nó như vậy. Ngày hôm nay mình mới chat với một anh, ảnh cũng đã học cái chương trình mình cách đây một năm trước rồi. Dĩ nhiên anh có cái doanh nghiệp rồi, và khi anh học xong anh tốt hơn, và anh kêu là năm nay là anh phát triển, anh xuất khẩu qua thị trường Campuchia và thị trường Lào. Và anh nói là bây giờ sau khi mà anh học thì cái tư duy anh nó mở mang ra, và tự nhiên anh tập trung, anh làm ăn nó tốt hơn, và anh phát triển sang cái thị trường khu vực. Mới tức thì đây này, mình cũng mới chat với một bạn trước khi mình live stream nè. Bạn đó nói rằng là bây giờ doanh thu của em một tháng đã lên 150 triệu rồi, tới 80% khách hàng em đến từ online. Em thực hiện theo đúng cái chiến lược, những cái chiến lược mà em học trong cái lớp của thầy. Các bạn thấy giờ bạn đó là làm bên máy hàng tuyệt vời. Và mới hồi sáng nay mình cũng gặp một bạn, bạn nói là trước kia hai vợ chồng em tổng thu nhập là 50 triệu một tháng.
Nhưng mà bây giờ tổng thu nhập á, tiền lãi kiếm được là 50 triệu một tháng. Mà sau hơn một năm đi học về áp dụng và bây giờ hai vợ chồng em tổng thu nhập là 300 triệu một tháng. Thu nhập rất là cao, nhưng mà cái hiện tại em đang vướng là khách hàng quá nhiều. Hai vợ chồng em bạn đau tắt mặt tối. Bây giờ mặt hàng lên thì cũng quá nhiều. Bây giờ cái cách làm sao mà để tụi em thoát ra, cái cách làm sao mà em hệ thống hóa lại, thì mình mới nói với các bạn rồi, mình mới nói xong rồi. Mình chắc mình nói với bạn là em tắt điểm A nè, điểm B, điểm C nè, và bạn nói sắp tới bạn gặp mình để gì để giúp cho bạn thoát ra được cái vấn đề đó. Các bạn bây giờ chúng ta phải mất một thời gian để chúng ta cải tổ những cái vấn đề đó. Đó là cái mục tiêu. Mục tiêu thu nhập thấp rồi mục tiêu nên là kinh doanh. Kinh doanh là gì? Kinh doanh là nó liên tục có vấn đề. Kinh doanh nó liên tục có vấn đề và suốt ngày chúng ta phải rất là tập trung vào những cái vấn đề đó để chúng ta giải quyết. Người mà chưa khởi nghiệp thì có vấn đề của người chưa khởi nghiệp, người đã khởi nghiệp rồi thì có vấn đề của người khởi nghiệp rồi. Người mà cái tính ra thu nhập một tháng 50 triệu thì cái vấn đề nó ít hơn, người mà kiếm thu nhập một tháng 300 triệu thì cái vấn đề của nó nhiều hơn. Bạn nhiều và chúng ta tập trung vào giải quyết vấn đề, hơi sức nào mà quan tâm tới cái việc mà đi bán vé số rồi ngồi canh vé số, cái việc đó nó mất thời gian. Và các bạn có thấy ai mà đi chơi vé số mà họ giàu đâu? Các bạn chứng kiến mấy người đi chơi Bitcoin mà chơi mấy cái đồng coin ảo kia mà giàu đâu? Các bạn chứng 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 kiến đó mà nó không có, ít lắm. Nó phù du ở đâu đó, họ toàn là tự sướng, họ tự ảo với nhau không à. Các bạn nhận ra điều này chưa? Đó, đó là cái mà chúng ta cần phải biết. Cái thứ hai là chúng ta cần phải đeo đuổi ước mơ của mình. Mục tiêu là một cái rất là cụ thể, nhưng mà chúng ta cần phải có ước mơ lớn hơn. Chúng ta cần phải có những cái ước mơ. Ước mơ nó làm cho cái con người chúng ta nó bay bổng hơn. Ước mơ nó làm cho con người chúng ta nó nên thơ hơn, đúng không? Cái ước mơ nó làm cho chúng ta tích cực hơn. Và ước mơ nó làm cho cuộc đời của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Bạn nhận ra là cái ước mơ làm cho cuộc đời chúng ta nó ý nghĩa hơn. Nhưng mà mình như hồi kia mình cũng ước mơ, mình ước mơ là mình có một cái căn nhà nhìn ra sông, ví dụ vậy. Thì chính cái ước mơ đó nó làm cho mình đạt được. Mình ước mơ là khi lớn lên mình đi 50 nước trên thế giới, và bây giờ mình đã đi được 20 20 mấy nước rồi. Các bạn thấy cái đó là những ước mơ. Nó ước mơ, mình ước mơ là mình có 10 quyển sách thì bây giờ mình đã chuẩn bị có được cái quyển sách thứ năm rồi. Các bạn hình dung chưa? Tức là con người chúng ta cần phải có cái ước mơ. Cái ước mơ nó bay cao hơn cả cái mục tiêu nữa. Các bạn thì nó làm cho cái con người của chúng ta nó bay bổng hơn, chứ đâu phải là suốt ngày thức dậy rồi cơm áo gạo tiền. Các bạn thấy gặp những người thành công và giàu có, khi mà ngồi nói chuyện với họ thì họ luôn có những cái ước mơ. Một cái câu hỏi đặt ra là bạn đã có ước mơ bay bổng chưa, hay là bạn cứ lo cơm áo gạo tiền rồi suốt ngày cứ sợ gì sợ sợ gì sợ không có tiền, sợ đói. Tức là chúng ta suy nghĩ nhỏ, chúng ta trở thành người nhỏ mọn. Các bạn hiểu chưa? Suy nghĩ nhỏ quá nó trở thành người nhỏ mọn. Nó là chúng ta cần phải có cái mục tiêu lớn hơn. Các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ để các bạn nghe đi nghe lại, để nó làm cho bạn con người bạn nó khát khao hơn. Cái thứ hai là để thành công và đạt được gì đó thì chúng ta cần phải dấn thân. Chúng ta cần phải dấn thân. Các bạn nên nhớ chúng ta cần phải lăn xả. Các bạn thấy chưa? Nếu mà chúng ta muốn gì muốn đi muốn chạy xe được thì chúng ta phải như thế nào chúng ta phải tập lái xe. Các bạn nên nhớ một cái điều, cái đây là quy luật cuộc sống. Muốn làm cái điều gì thì chúng ta phải lăn xả, phải hy sinh để chúng ta có được cái điều đó. Phải dấn thân để chúng ta có được cái điều đó. Không dấn thân thì làm sao mà chúng ta có được? Muốn biết lái xe thì chúng ta phải dấn thân để chúng ta học lái xe, phải ôm cái xe thì chúng ta mới lái xe được. Muốn làm kế toán thì chúng ta phải lăn ra chúng ta làm kế toán. Các bạn có nhận ra điều nào không ạ? Muốn đạt được cái gì? Muốn viết sách thì chúng ta phải lăn ra để chúng ta viết. Chỉ khi các bạn đã có rồi, các bạn đã làm thành công một số thứ, các bạn đã có tiền rồi, các bạn đã có tài chính rồi, thì các bạn muốn có cái gì đó thì các bạn không cần phải lăn ra làm. Nhưng mà các bạn phải có tiền để bạn trả cho người nào đó làm cho mình. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu bạn không hy sinh thì bạn phải có tiền, nếu bạn không phải dấn thân thì bạn phải có tiền, còn nếu chưa có tiền
thì chúng ta phải gì à? Phải hy sinh, phải trả giá, phải lăn xả. Không có cái chuyện mà cứ đi mua cái vé số rồi ngồi mơ mơ rồi một ngày nào đó mình sẽ giàu. Cũng có thể là bạn trúng vé số nhưng mà rất là ít. Nhưng mà bạn trúng rồi bạn cũng mất, bởi vì bạn không có lăn xả, nên bạn không có quý những cái đồng tiền đó mình làm ra. Bạn không có lăn xả nên bạn không có cái năng lực để tạo ra cái đồng tiền đó. Cái đồng tiền đó là trên trời nó rơi xuống bạn. Bạn phải nhớ vậy. Nó là để thành công trong cuộc sống này là chúng ta cần phải có sự hy sinh, cần có sự lăn xả. Và khi mà các bạn đã có tiền rồi, các bạn đã thật sự có tiền rồi, các bạn nhiều tiền rồi, thì các bạn muốn đạt được cái gì đó thì bạn mới dùng tiền để các bạn mua. Vậy các bạn đồng ý chưa? Vậy thì chỉ có các bạn phát hiện hiện chưa? Chỉ có hai cái thôi. Chỉ có hai cái cách thôi để chúng ta đạt được mục tiêu. Một là mình phải lăn xả để mình đạt được. Hai là gì ạ? Hai là gì các bạn ơi? Hai là chúng ta phải gì ạ? Phải chúng ta phải có rất là nhiều tiền để chúng ta đạt được cái việc đó. Nó là cái công thức nó rất là đơn giản vậy, nhưng mà nhiều người là chúng ta cứ xà quần. Như hồi nãy giờ mình nói mấy ý rồi. Các bạn ơi, hồi nãy giờ mình nói mấy ý rồi. Ba ý đúng không? Thứ nhất là chúng ta cần phải có mục tiêu, cái thứ hai là chúng ta cần phải có ước mơ, và cái thứ ba là chúng ta cần phải có gì à? Chúng ta phải sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hy sinh. Nó không có cái chuyện mà giàu qua một đêm, nó không có chuyện là đi tắt, nó không có cái chuyện là muốn là có, bạn muốn là có chứ, khi mà bạn có nhiều tiền để bạn dùng tiền để bạn đi mua những ước mơ đó. Mình uống nước chút các bạn ơi. Mà phần lớn chúng ta chưa thành công là chúng ta không có tiền, bắt buộc chúng ta cũng phải đi từ cái con đường dấn thân thôi. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Ok giờ, và cái thứ tư, các bạn nói cho cái thứ tư, đó là cái tính kiên trì. Cái tính kiên trì là cái tính bắt buộc phải có. Mình kể các bạn nghe cái câu chuyện này. Bất kỳ một cái người mà thành công giàu có nào, họ cũng kiên trì lắm, họ kiên trì, họ đi tới cùng. Còn cái những người nào mà muốn giàu có một đêm là họ thiếu đi cái tính kiên trì. Các bạn ơi, mình chứng kiến vậy. Đầy những bạn ra học các khóa khởi nghiệp của mình, ra làm chủ, nhưng mà họ không có đủ kiên trì. Họ đi 3 tháng, 6 tháng mà họ chưa đạt là họ bỏ cuộc hết rồi. Những người đó họ không đi đường dài được. Làm kinh doanh là phải kiên trì, không kiên trì không làm được. Hồi kia, trước khi mình ra làm kinh doanh á, là lúc trước đó là mình làm việc cho một cái công ty nước ngoài. Và năm 23 tuổi thì mình mới xin mình nghỉ để mình ra làm kinh doanh. Thì cái lúc đó, trong cái bữa mà trao đổi cuối cùng với cái người chủ cái công ty mình á, mình có trao đổi với ông rằng là ông rất là giỏi, ông ở đất nước ông đã kinh doanh thành công rồi, rồi ông lại qua đất nước tôi, ông lại đầu tư và ông đang làm ăn những bước rất là bền vững. Vậy một cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi ông, để ông cho tôi một cái lời khuyên là như thế nào? Sắp tới tôi cũng ra làm chủ như ông. Vậy thì những cái lúc mà khó khăn tôi muốn bỏ cuộc thì tôi phải như thế nào? Ông đã có từng có những lúc ông khó khăn như vậy chưa, và ông muốn bỏ cuộc chưa? Ông nói có. Vậy thì mà nói là những cái lúc đó ông phải như thế nào? Ông phải xử sự như thế nào với tình huống đó? Ông mới nói mình là cậu phải kiên trì. Cậu phải rất là kiên trì, cậu phải vô cùng kiên trì. Làm kinh doanh mà không kiên trì thì cậu không có làm được. Và chính xác như vậy, theo năm tháng cuộc sống, mình thấy cái người nào họ cũng kiên trì. Và bản thân mình cũng kiên trì. Các bạn biết, để viết được quyển sách mình cũng kiên trì lắm. Mình vô cùng kiên trì. Để mà làm được cái mảng đào tạo thành công đó là mình đã kiên trì 9 năm rồi các bạn à. Thứ bảy chủ nhật nào mình cũng đứng lớp. Phải rất là kiên trì. Không có kiên trì thì không có làm được đâu. Người nào mà muốn mà giàu qua một đêm là không có làm được đâu. Người nào muốn tìm cái con đường tắt là không làm kinh doanh được đâu. Mấy người đó đi chơi vé số đi. Và các bạn thấy kết cục của người chơi vé số là không ai giàu hết. Kết cục của những người muốn đi giàu nhanh là không ai giàu hết. Kết cục của những người mà chơi bài bạc thì chả ai giàu hết. Kết cục của những cái người mà họ mua một cái gì đó họ hy vọng giàu thì họ không ai có hết. Các bạn ơi, chứng kiến đó. Rồi kết cục của những người mà kiên trì làm đến cùng đó là những người doanh nhân thành công đó. Các bạn thấy ông Vũ Trung Nguyên, ông Bầu Đất, ok chưa? Và bản thân mình, để mình có được những quyển sách, mình có được quyển sách là mình phải kiên trì. Kiên trì, vô cùng là kiên trì. Thì sau đó mình có hỏi tiếp cái người chủ của mình đó. Mình mới nói ra, vậy thì
Khi mà tôi đã kiên trì lắm rồi, tôi đã kiên trì lắm rồi, tôi kiên trì lắm rồi, một ngày đó tôi không kiên trì nổi nữa thì sao ông ơi? Tôi không kiên trì nổi nữa thì sao? Thì ông mới nói với mình rằng, ông kêu nếu mà mày không kiên trì nổi nữa thì mày phải vô cùng kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Phải kiên nhẫn. Ngoài cái kiên trì chưa đủ, chúng ta cực kỳ kiên nhẫn, phải cực kỳ kiên nhẫn bám theo cái việc đó. Ok chưa? À, mình thấy hồi nãy giờ cái bạn Nguyễn Soái gì đó, hãy thực tế đi. Mình thấy bạn cứ nói ông này, ông kia, ông nọ, hãy quan tâm tới cái vấn đề của mình đi. Bạn thấy bạn đã đủ kiên trì chưa? Bạn hồi nãy giờ mình thấy bạn comment hết ông vô bớt Suzuki rồi tới ông Phạm Nhật Vượng, kệ nó mấy ông, cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bạn đó. Bạn đã đủ kiên trì chưa? Bạn đủ kiên nhẫn chưa? Nhiều người mình cũng thấy rất là nhiều người cứ nêu cái người này, nêu người kia ra rất là ngưỡng mộ, nhưng mà rốt cuộc bản thân bạn, bạn lại không làm được cái quá gì hết. Nên là chừng cuối cùng chúng ta phải insight vào chính cái bản thân của chúng ta, là chúng ta tự hỏi rằng là chúng ta đã làm được cái gì chưa? Chúng ta đã đủ kiên trì chưa? Chúng ta đã đủ quyết tâm chưa? Còn mấy cái ông đó, các bạn cứ nêu ổng chục lần ra nữa thì mấy ông cũng đã đủ quyết tâm rồi, mấy ông đủ kiên trì rồi, mấy ông giàu lắm rồi, không cần nêu tên mấy ông ra đây nữa. Và chúng ta phải cần cái vấn đề của chúng ta đó. Bạn có đủ kiên nhẫn chưa? Bạn có đủ kiên trì chưa? Bạn đã đủ quyết tâm chưa để bạn ra bạn làm lĩnh vực kênh doanh chưa? Còn cứ đừng có suốt ngày mà hết nêu cái tên ông này ra, ông tên ông kia ra, mà rốt cuộc bản thân mình thì chả được cái gì hết, thì chỉ là cái con số không thôi. Và như thế nào và khi mà ông chủ bên ông nói là mày phải vô cùng kiên nhẫn, lúc này mình mới ngộ ra, đúng rồi, kiên nhẫn nó còn hơn cả kiên trì nữa, nó còn hơn cả kiên trì nữa, nó còn kinh khủng nữa. Rồi mình lại hỏi ông tiếp, mà nói đúng rồi, nhưng mà tôi hỏi ông này, nếu mà một ngày đó tôi kiên nhẫn lắm rồi, tôi rất là kiên nhẫn, tôi kiên nhẫn kinh khủng luôn, mà như thế nào mà tôi không thể kiên nhẫn nữa thì sao? Thì cái người sếp của mình lúc đó ông nói vậy thì cậu phải gì cậu phải dùng ý chí, cậu dùng ý chí để cậu kiên nhẫn, cậu phải dùng ý chí của cậu phải biết rằng là cái con đường này đi là tốt, cậu phải giữ nó cho đến cùng. Mình thấy bạn này chia sẻ rất là tuyệt vời. Mình thấy cái ông chủ mình chia sẻ rất là tuyệt vời, nhưng mà lại hỏi ông thêm câu nữa, mà nói nếu một ngày nào đó tôi lỡ tôi hết ý chí thì sao ông, tôi không còn ý chí nữa thì sao ông? Thì ông chủ mình ông nói rằng nếu một ngày nào đó là cậu không còn ý chí nữa thì cậu tới cậu gặp tôi. Ông nói một cái câu rất là hay, đúng không? Ông nói một cái câu mà nó vô cùng thú vị, nhưng mà rất là vui là từ lúc mình ra mình làm kinh doanh, mình chưa bao giờ một lần mình như thế nào mình quay lại mình gặp ổng ở trạng thái là mình không còn ý chí nữa hết, chưa bao giờ. Bởi vì sao bởi vì những người làm chủ họ khôn lắm. Cái lúc đó mà mình quay lại mình gặp ổng một cái là ổng bắt mình như thế nào ổng bắt mình vào gì vào làm công lại cho ổng, bởi vì lúc đó mình hết ý chí rồi, các bạn thấy chưa, là tiêu rồi, quay lại thế giới làm công thôi chứ bây giờ biết sao nữa. Vậy thì bây giờ vừa rồi hồi nãy là mình đã chia sẻ các bạn mấy ý rồi nhỉ, các bạn mình đã chia sẻ bạn mấy ý rồi, là 4 ý rồi đúng không? Bây giờ mình còn 3 ý nữa, mình còn 3 ý nữa, 3 ý phía sau nó hay vô cùng. Vậy thì mình dừng lại một ít phút để mình kể sơ về mình. Nó là mình nói các bạn hãy loại bỏ cái tư duy vé số đi, loại bỏ cái tư duy làm giàu qua một đêm đi, loại bỏ cái tư duy làm giàu qua bà bạc đi, bởi vì không ai làm giàu qua cái con đường mà nó rất là mắc cười nó như vậy đó, các bạn hình dung chưa? Vậy thì bây giờ mình dành một phút phiếu, mình dành một phút để mình quảng cáo về mình. Mình quảng cáo về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, hiện tại là mình 43 tuổi, mình là người đến từ tỉnh Khánh Hòa, ở Cam Ranh Khánh Hòa. Mình là người nói lắp nói cà lăm, nên khi mà xem cái livestream của mình thì các bạn thấy thỉnh thoảng mình ơ em nói cà lăm, nhưng mà không sao các bạn đối với mình, bạn nào mà nói mình cà lăm thì mình càng vui nữa, bởi vì mình cà lăm thì mình luôn nhận mình là mình cà lăm. Bạn nào mà muốn mua 2 quyển sách của mình, có bạn Phạm Huy ở bên YouTube nè, bạn nói muốn mua 2 quyển sách của mình, bạn nào muốn mua 2 quyển sách của mình thì các bạn comment cái số điện thoại xuống, thì ngày mai các em nó sẽ giao đến cho các bạn.
Mình hiện tại là mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bee Training. Cái vườn ươm này nó được thành lập năm 2009, ok chưa? Vườn ươm doanh nhân Bee Training mình đang để ngược, ok. Cái này là cái khóa học nổi tiếng của mình, là cái khóa học ok bạn Phạm Huy, ngày mai các em nó sẽ giao sách cho em. Làm chủ doanh nghiệp, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Và cái đây là cái địa chỉ số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Cái website là btraining.org. Cái số điện thoại hotline là 0937939598. Các bạn nào cần những cái khóa học thì các bạn cứ gọi về đó. Và tiếp theo nữa, chị Vân chào bạn Thu Yến ở bên kênh Facebook, ngày mai các em nó sẽ gửi sách cho em. Và hiện tại mình là tác giả của những quyển sách sau. Quyển sách thứ nhất là quyển sách Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Các bạn nào mà muốn các bạn nào mà muốn mà có cái quyển sách này, các bạn nào mà muốn ra khởi nghiệp mà chưa biết bắt đầu từ đâu, các bạn không có năng lượng, các bạn không có nhiệt huyết, thì các bạn mua cái quyển sách này thì các bạn sẽ như thế nào? Các bạn sẽ có cái năng lượng ngùn ngụt. Và mình sẽ đọc cho các bạn ba lý do để mình viết ra cái quyển sách này. Lý do thứ nhất, mình sẽ đọc này. Tại sao tôi viết ra quyển sách này? Tôi không muốn, lý do thứ nhất, tôi không muốn những gì tôi từng trải nghiệm trong cuộc sống và trên con đường làm kinh doanh theo tôi xuống lòng đất. Khi tôi ra đi thì quyển sách này còn mãi mãi trên thế gian, và nó là nguồn cảm hứng cho ai có duyên gặp được. Nghĩa là mình muốn gửi đến các bạn rằng, bạn nào có duyên mà cầm cái quyển sách Vượt Biển Lớn trơ tay, đó là cái duyên của mình với các bạn. Và cũng như là những cái va vấp theo năm tháng, mình với bạn được truyền sẻ với nhau qua cái quyển sách này. Lý do thứ hai, cho con cái tôi, quyển sách này là nguồn cảm hứng và kinh nghiệm truyền lại cho các con. Các con sẽ lớn lên với hình ảnh người cha hy sinh làm lụng cả cuộc đời cho công việc ươm mầm cho Tổ quốc và giúp cho thế giới thịnh vượng hơn. Và cái lý do thứ ba, tôi muốn truyền lại thế hệ sau tôi nguồn năng lượng tôi có được. Năm nay mình cũng 43 tuổi rồi, lòng vòng thì mình lên 80 tuổi bây giờ. Và cũng như những năm tháng tôi tích lũy, mỗi câu chuyện, mỗi chương sách, mỗi đề mục trong quyển sách này là giúp cho những ai khát khao trên con đường khởi nghiệp từ tay trắng. Và mình mất 4 năm rưỡi để mình ra cái quyển sách này. Nhưng mà mình không nghĩ nó là 4 năm rưỡi, mà mình nghĩ nó là 43 năm. Vậy thì bạn nào mà sở hữu cái quyển sách này thì nó cũng như là cái duyên giữa giữa mình với bạn, chúng ta có cơ hội gặp nhau. Cái quyển sách thứ hai là cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Rất là nhiều bạn, vô cùng nhiều bạn, ok chưa, vô cùng nhiều bạn đã sở hữu cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình này, và họ nói là cái quyển sách như cái quyển sách gối đầu giường của họ vậy đó. Họ rất là quý, họ rất là thích cái quyển sách này. Có người nói rằng là mẹ em cũng đọc nữa, và mẹ em cũng rất là thích. Trong này thì mình chứa đựng 101 bài học trong kinh doanh và trong cuộc sống, từng bài học một, bất kỳ trang nào cũng có bài học hết. Bạn nào mà sở hữu quyển sách này thì nó sẽ giúp cho cái tư duy và cuộc sống bạn nó sẽ tốt hơn. Cái quyển sách thứ ba của mình, do mình viết, đó là quyển sách gì, bán hàng online ngay. Thì cái quyển sách này là cái quyển sách gì, nó đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị gì chuẩn bị in, nó đang nằm ở nhà in. Thì sắp tới chính thức ra cái quyển này, là cái quyển mà bên nhà in họ in mẫu qua cho mình, để vừa rồi mình ký hợp đồng cho họ để họ in. Cái quyển sách thứ tư của mình là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này là quyển bằng tiếng Anh. Bạn nào mà muốn mua đọc bằng tiếng Anh thì các bạn mua quyển sách này, hiện tại đang bán tại nước ngoài, cũng bán tại nhà sách mà bên trang tiếng Anh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nói như thế nào, ngay bây giờ bạn nào mà mua hai cái quyển sách bằng tiếng Việt, là cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì các bạn comment số điện thoại xuống cho mình. Các bạn comment số điện thoại xuống thì ngày mai sách sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, sẽ gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Giá hai quyển sách này là 210.000, và phí ship cho các bạn, phí gửi về nhà bạn mất hết 50.000 đó các bạn. Và các bạn sẽ được ưu tiên gì ưu tiên được add vào trong một cái group. Cái group đó là cái group bí mật, cái group của những người có sách thì chúng ta mới được vào trong cái group này. Những người nào có hai cái quyển sách, bạn nào mà có hai quyển sách thì hãy comment xuống, và bên mình sẽ cho các bạn cái đường link. Và các bạn bấm đường link rồi các bạn trả lời những câu hỏi trong đó thì các bạn mới được add vào trong group. Bạn nào mà không trả lời những câu hỏi trong link thì các bạn cũng không có được vào group đâu. Và thứ năm hàng tuần thì mình có cái lớp
kinh doanh và khởi nghiệp miễn phí. Các bạn nào muốn học cái lớp đó thì các bạn đăng ký. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn cái tư duy thứ tư rồi đúng không ạ? Đó là để loại bỏ đi cái tư duy vé số, cái tư duy cờ bạc, cái tư duy đỏ đen, cái tư duy mà muốn làm giàu qua một đêm á, thì các bạn phải và thứ nhất là phải xác định cho chúng ta có mục tiêu đúng không? Cái thứ hai là chúng ta phải có ước mơ đúng không? Cái thứ ba là chúng ta phải gì à? Phải sẵn sàng gì các bạn ơi? Phải sẵn sàng gì các bạn nha? Phải sẵn sàng dấn thân, phải sẵn sàng dấn thân. Ok, bạn Hùng, ngày mai các em nó sẽ giao cho bạn Hùng nha. Rồi bây giờ tiếp tục tiếp. Cái thứ tư là chúng ta không ngừng, ok chưa? Cái thứ tư là chúng ta không ngừng rèn luyện, ok chưa? Cái thứ tư là cái kiên trì chứ, đúng không? Bây giờ mình sẽ nói tới cái thứ năm. Cái thứ năm là cái gì à? Chúng ta không ngừng học hỏi mỗi ngày. Phải học hỏi liên tục. Học hỏi liên tục. Khi bạn chưa biết kinh doanh thì bạn không biết kinh doanh bắt đầu như thế nào. Mình vừa rồi mình mới đi ăn cơm với gia đình của bạn Thủy và bạn Long. Và các bạn biết cách đây, trước đây 3 năm, bạn Thủy hoàn toàn không biết kinh doanh là gì hết. Bạn là một cô giáo, cô giáo dạy hóa cấp 3. Hồi lúc đó bạn chưa biết cái từ sale là cái từ bán hàng là gì. Bạn không có cái khái niệm sale. Hồi giờ đi học xong cấp 3 rồi thi đại học rồi vào sư phạm học, học ngành hóa rồi ra đi dạy, có cái khái niệm gì về, hoàn toàn không có một cái khái niệm gì về gì à, về bán hàng, về sale và marketing cả. Bạn hoàn toàn bạn có cái khái niệm. Nó là khi mà đến mình thì những cái khái niệm về bán hàng, về marketing, về đàm phán, về đào tạo huấn luyện với nhân viên, về cái gì à, về cấu trúc sơ đồ doanh nghiệp, về gì về làm sao mà chúng ta đưa doanh nghiệp chúng ta lên online, toàn bộ những cái đó là đối với bạn nó hoàn toàn mới cách đây 3 năm thôi. Nhưng bạn có một cái tố chất và phần lớn những con người khác họ không có, đó là bạn sẵn sàng học, bạn sẵn sàng học. Và rất là tuyệt vời, bạn đã ra kinh doanh được, bạn đã nghỉ đi dạy đi và bạn đã ra kênh kinh doanh. Sau 3 năm rất là vui nữa là bạn kinh doanh được 1 năm thì bạn kéo được ông gì à? Ông xã của bạn ra kinh doanh cho bạn Hải Nguyễn, ngày mai sách sẽ giao đến cho bạn. Bạn đã kéo được ông xã bạn trước đó là đi làm kỹ sư cầu đường. Mà các bạn biết cái dân cầu đường rồi đó, xây dựng cầu đường đó, suốt ngày đã đường mà đi xây dựng cầu đường mà, là chỗ đó chưa có đường hoặc đường chưa thông. Nó là xây dựng khắp mọi miền đất nước, đã khổng, thậm chí xây những nơi hẻo lánh nữa. Nhưng mà gì, cũng bí lắm. Nhưng mà biết sao, đi xa quá mà, đi về thì biết, đi về ở Sài Gòn thì cái việc gì mà làm. Nên là phải đi. Nhưng mà khi mà bạn ra bạn kinh doanh được, bạn mở được cái công ty bạn kinh doanh được thì nó như thế nào bạn kéo được cái ông xã bạn về. Các bạn thấy tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Bạn kéo được cái ông xã của bạn về. Và hồi nãy mình có đi ăn tối với hai vợ chồng bạn, và bạn nói là trong 3 năm qua một cái hành trình nó rất là kỳ diệu. Kỳ diệu gì từ một người cô giáo không biết gì về kinh doanh mà bây giờ đã ra kinh doanh được. Thì mà nói không cái có con đường gì khác, đó là chúng ta phải ham học hỏi. Cái người làm kinh doanh là phải ham học hỏi, vô cùng ham học hỏi và ham hỏi vô độ. Cái người thất bại là người hở chút là mình nói mình biết rồi, cái gì cũng nói mình biết rồi, không chịu học hỏi. Học hỏi mà như thế nào mà tính toán ti ly từng ly từng chút. Có những bạn hồi chiều mình cũng mới chat với cái bạn kia, bạn đó đâu trên Đà Lạt biết, chat hỏi mình em đang làm kế toán, bây giờ em muốn ra kinh doanh, em muốn mở một cái quán bánh xèo, vốn em 20 triệu nhưng mà em cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Mình mới hỏi bạn một cái câu rất là đơn giản thôi, mình nói là em đã trang bị cho mình kiến thức kinh doanh chưa. Mình hỏi một câu hỏi rất là đơn giản vậy mà bạn lại không có trả lời chính xác cho mình là chưa, mà bạn trả lời lòng vòng. Mình hỏi lại bạn một lần nữa cái câu đó, tức là chat qua Facebook đó, mình hỏi một lần nữa, tại sao em không trả lời chính xác câu hỏi của mình, em muốn ra kinh doanh nhưng em đã có kiến thức kinh doanh chưa. Thì lúc đó bạn mới trả lời dạ chưa, thực sự thì em chưa có kiến thức kinh doanh, em chưa hiểu về kinh doanh hết. Mình lại hỏi tiếp, bây giờ mình giả sử nha, mình ví dụ em thôi, bây giờ em muốn ra làm kế toán
mà em không có kiến thức về kế toán, vậy thì như thế nào? Bạn mới nói là à, vậy thì em cứ không thể làm kế toán được. Vậy mình kêu đúng rồi, tốt rồi, bạn trả lời vậy tốt rồi. Vậy bây giờ mà em muốn để kinh doanh mà em hoàn toàn không có kiến thức kinh doanh thì em làm bằng cái cách nào? Nó nói thì em phải đi học thôi. Vậy thì bây giờ em phải lên cái học thôi, chứ biết sao giờ nữa. Cái bạn ngồi bạn chết bạn mà nói là bạn kêu mình chỉ cho bạn, mình kêu ok, mình sẵn sàng chỉ cho bạn. Cách thứ nhất là bạn đi về Sài Gòn, bạn tham gia bạn lớp học, bạn học. Cái thứ hai là mình có những cái quyển sách mình viết về kinh doanh, và bạn hãy bỏ tiền mua cái quyển sách mình và bạn đọc đó để bạn biết. Bạn im lặng, bạn không nói hết á. Mình kêu vì sao vậy? Bạn kêu là anh chỉ kinh nghiệm của anh cho em đi. Trời, chẳng lẽ mình ngồi đây mình chỉ cho bạn à? Nếu mà mình rảnh mình ngồi mình live stream vậy, mình nói tới các bạn thấy ở bên kênh YouTube của chúng ta là bây giờ cái bên Facebook các bạn thấy hơn 100 người, bên YouTube cũng mấy chục người nữa, mấy trăm người biết này. Các bạn thấy chưa, trăm mấy người biết rồi, chưa nói là làm xong nữa rồi còn gì, còn chia sẻ. Rảnh đâu mà ngồi chat với từng ông, chat với bạn mình được cái gì? Tự nhiên thời gian mình rảnh, tự nhiên mình ngồi mình nướng mình chat rồi. Tức là những cái người họ không có ham, những cái con người đó nó họ suy nghĩ rất là vô lý. Tức là họ muốn làm mà họ không chịu học, bỏ ra một cái khoản tiền rất là ti để mà đọc quyển sách để mà biết, cũng không bỏ. Mình muốn nói với các bạn rằng những người nào á, cái kinh đời, cái cuộc đời mình có kinh nghiệm lắm. Mình những người nào mà không khăn, không sẵn sàng trả tiền á, thì những người, những cái con người đó họ không có sẵn sàng học, họ không bao giờ họ trân trọng đâu. Tại sao bạn ra quán cà phê bạn phải mua ly cà phê bạn mơ uống, bạn mới trân trọng cái ly cà phê đó, bạn mới có chịu trách nhiệm với cái ly cà phê đó. Bạn hiểu chưa? Cái quyển sách của bạn á mà bạn mua về bạn đọc thì bạn mới trân trọng nó, bạn mới quý, bạn mới để nó. Còn các bạn thấy đi đâu á? À, hồi tối hôm qua mình có đi vào một cái quán ăn, và cái quán ăn đó cũng rất là hay. Là như thế nào à? Ai tới thì họ cũng để cái quyển sách ở trên bàn, cái quyển sách đó để mình tìm xem. À đây, cái quyển sách ở trên bàn á, các bạn nhìn chưa? Và ai cũng được quyền lấy hết. Đây nè. Nhưng mà bản thân cái hành vi của mình nó cũng khác luôn á. Mấy bữa mình đi nhà sách là mình mua cái quyển sách nào là mình háo hức lắm. Tối về mình lật ra mình đọc liền. À, nhưng mà các bạn biết chuyện gì xảy ra mà cái quyển sách này nè, tối qua mình lấy cho tới giờ này mình chưa biết trong này là nó là cái nội dung gì á. Thậm chí bây giờ nói chuyện với các bạn, mình mới đọc lên, các bạn mang thấy tới giờ. Cái gì nó miễn phí là nó làm cho chúng ta không có háo hức, nó làm cho chúng ta không có thực sự quý. À, các bạn nhung ra điều này chưa? Nó là những người, cái cuộc đời mình kinh nghiệm đó, những người mà họ sẵn sàng ra, họ bỏ cái đồng tiền ra thì những cái con người đó họ mới thực sự họ quý. Nó là muốn làm kinh doanh thì chúng ta phải sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng trao đổi, sẵn sàng đi tới cùng cái vấn đề đó. Nếu mà không chịu học hỏi mỗi ngày thì chúng ta làm sao mà chúng ta làm được? Muốn lái xe thì cũng phải học, muốn làm kế toán thì cũng phải học, muốn làm kinh doanh thì cũng phải học, muốn chơi đàn thì cũng phải học, muốn nấu ăn được thì cũng phải học. Cái học bằng cái cách nào đó, không học thì làm sao chúng ta làm được? Đó là cái điều thứ tư. Cái điều mà nói các bạn tới điều thứ mấy gì rồi nha, điều thứ tư, thứ năm gì đó đúng không? Cái điều tiếp theo nữa là cái điều gì? Chúng ta phải gì? Phải tập thể dục mỗi ngày. Các bạn không tập thể dục thì làm sao các bạn có sức khỏe đó các bạn làm? Phải luôn tập thể dục mỗi ngày. Bản thân mình nè, mình luôn tập thể dục mỗi ngày. Cái những con người đó đi, họ như thế nào họ không có như thế nào, họ không có quý được những cái việc nào. Hai cái quyển sách là 210.000 nha bạn, bạn đang tòng ơi, 210.000 free ship cho các bạn luôn. Chỉ cần comment số điện thoại thì sách sẽ được giao về nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn hiểu chưa? Nó là nó như thế nào Nó là chúng ta cần phải năng lượng, chúng ta cần phải tập thể dục. Mình là ngày nào mình không tập thể dục đó, mình chạy ở trong cái khu công viên của mình này, ngày nào mình cũng chạy hết, mình tập thể dục để gì? Trong quá trình tập thể dục là chúng ta chiến thắng chính mình, chiến thắng chính mình, chúng ta phải chiến thắng chính mình. Tập thể dục nó đào thải như thế nào Nó đào thải mồ hôi ra, đưa những cái chất độc hại ra khỏi con người của chúng ta. Tập thể dục để nó làm cho máu huyết của ta lưu thông,
để cái cơ thể của chúng ta, từng cái tế bào của chúng ta nó được mạch máu lưu thông vào. Tập thể dục để nó làm cho con người bạn nó minh mẫn đi. Tóm lại, bạn có như thế nào, bạn có mà 5 năm cứ 3 năm bạn tập thể dục thì bạn sẽ tăng lên 1 năm tuổi thọ. Nhưng mà 3 năm bạn nhậu là bạn mất đi 2 năm tuổi thọ của bạn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Tức là những người thành công là những người mà họ tập luyện mỗi ngày, họ luôn tư duy tích cực mỗi ngày. Đó. Vậy thì vừa rồi mình đang chia sẻ các bạn cái quy trình gì? Cái quy trình để chúng ta gì ạ? Để chúng ta làm ăn một cách rất là bền vững, ra làm kinh doanh một cách rất là bền vững. Chứ chúng ta đừng có cái tư duy của một người vé số, tư duy của một người mà đánh bạc, tư duy của một người mà muốn giàu nhanh. Cái tư duy đó nó bị hỏng. Mình hay nói là tư duy đó là tư duy của những người họ bị nhiễm virus các bạn ạ. Đó, bởi vì họ muốn đi tìm một cái con đường đi tắt, họ muốn đi tìm một cái con, cái tư duy đó là tư duy của những người làm biếng, cái tư duy đó là tư duy của những người không muốn làm, tư duy đó có cái tư duy của những người không muốn học hỏi. Và bạn hãy chỉ cho mình biết đi, những người nào mà có tư duy như vậy họ thành công, họ giàu có, bạn thử đi, bạn tìm đi, có ai mà giàu có thành công bền vững không? Tất cả những người giàu có bền vững, những ông CEO, những ông chủ tập đoàn, những cái ông chủ của cái quán phở lớn, các bạn thấy là tất cả những con người đó 100% là những con người chịu khó học hành, chịu khó đi lên, chịu khó đầu tư, chịu khó rèn luyện, chịu khó kiên trì, và họ rất là quý trọng sức khỏe của họ. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem cái chương trình của mình tối nay, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi rồi. Các bạn mà các bạn xem rất là đông. Một yêu cầu cuối cùng, một cái đề nghị cuối cùng của mình là các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn. Bạn nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ đi. Bạn nào chưa kết bạn với mình, chưa like, chưa follow của mình thì các bạn hãy đăng ký kết bạn và like và follow với mình liền. Tối mai mình cũng rảnh. Tối mai mình cũng rảnh, mình sẽ live stream cho các bạn tiếp. Tối thứ năm thì mình bận đứng lớp rồi. Tối mai mình rảnh, mình sẽ live stream cho các bạn tiếp. Và cũng khoảng 9 giờ tối mai mình sẽ live stream tiếp bạn những cái chủ đề nó rất là hay, phát triển bản thân nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất ngon. Và bạn nào chưa mua sách của mình thì cái comment số điện thoại xuống thì sách sẽ giao đến nhà các bạn. Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ rất ngon.